người muốn đến Bắc Cực sẽ phải trả 15.000 euro phí di chuyển. Ngày càng nhiều người đến đây để du lịch hoặc nghiên cứu. Tôi hy vọng họ có thể đánh thức vùng đất này, khám phá những thứ ngủ quên trong băng giá suốt hàng thế kỷ qua. Điều bà Susan kỳ vọng là có lý do, bởi ở đây họ còn thiếu trường học, bệnh viện và cả công việc cho người dân. Và hơn hết, để con cháu bà có tương lai tươi sáng hơn ở chính mảnh đất quê hương này. Tôi mong là chỉ 10 hay 20 năm nữa thôi. Nhắc đến Bắc Cực là sẽ nhắc đến những người trẻ thành công, chứ không chỉ có băng tan. Nhiệt độ hiện đang là 3 độ C, có nắng và có cả hy vọng của những người dân địa phương về một trang mới, một vùng cực Bắc mới. Một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật liên quan tới vụ đổ trộm dầu thải vào đầu nguồn nước sông Đà tại Hòa Bình. Ngày hôm nay, lãnh đạo công ty gốm sứ Thanh Hà Phú Thọ đã xác nhận 10 mét khối dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà đã bị thủ kho xuất trộm chưa rõ với mục đích gì.